Tìm ra người tặng lựu đạn cho trợ lý tổng tư lệnh Ukraine. Người tặng quà cho thiếu tá Gennady Chestiakov, người từng là trợ lý tổng tư lệnh Ukraine, kể đã cảnh báo rằng lựu đạn là thật, nhưng nạn nhân có thể đã không tin, Bộ Nội vụ Ukraine tiết lộ. Người có nhiều khả năng tặng quà nhất đã thừa nhận hành vi. Người này đã cảnh báo các quả lựu đạn là thật. Nạn nhân có khả năng đã không tin. Mariana Dreva, người phát ngôn Bộ Nội vụ Ukraine, nói với đài Radio Liberty, văn phòng của người tặng đã bị khám xét vào ngày 6 tháng 11. Bà Dreva không tiết lộ danh tính người này. Theo bà Dreva, điều tra viên đã mở cuộc điều tra ưu tiên và tình trạng của người này sẽ được xác định. Người phát ngôn Bộ Nội vụ nhấn mạnh rằng thực tế cho thấy khi cầm quả lựu đạn trên tay, có lẽ thiếu tá Chestiakov đã không tin đó là lựu đạn thật. Văn phòng công tố đặc biệt miền Trung Ukraine cũng tuyên bố bắt đầu cuộc điều tra về thảm kịch. Theo điều tra, vào ngày 6 tháng 11, thiếu tá Chestiakov tổ chức sinh nhật và mang quà đồng nghiệp tặng về nhà. Một hộp quà trong đó chứa 6 quả lựu đạn kiểu phương Tây được đánh dấu là D5. Con trai 13 tuổi của ông Chestiakov đã nhặt được một quả lựu đạn. Khi lấy lại món đồ từ tay con, vị sĩ quan quân đội lỡ rút chiếc vòng lựu đạn ra, gây nổ. Thiếu tá 39 tuổi không qua khỏi tại chỗ. Con trai ông phải nhập viện trong tình trạng bị thương nặng, còn con gái 11 tuổi bị thương nhẹ. Lực lượng chức năng đã thu giữ thêm 5 quả lựu đạn tương tự tại hiện trường. Trong quá trình khám xét khẩn cấp, nhà chức trách thu giữ thêm 2 quả lựu đạn tương tự người đồng đội đã tặng quà cho ông Chestiakov. Tuần tồi tệ với Tổng thống Ukraine. Từ cáo buộc trên các ấn phẩm phương Tây cho đến bình luận của tướng Ukraine về cuộc xung đột với Nga đang rơi vào bế tắc, Tổng thống Zelensky dường như đã trải qua một tuần hỗn loạn nhất trong nhiệm kỳ của mình. Theo bình luận của tờ Kiev Post Ukraine ngày 7 tháng 11 trong tuần qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phải đối mặt với nhiều chỉ trích và bình luận khác nhau liên quan đến ông và các quan chức cấp cao khác trong chính quyền nước này, đặc biệt là một số cáo buộc trên tạp chí Times của Anh đóng vai trò nổi bật. Bài bình luận của tờ Times có tiêu đề "Cuộc chiến cô đơn của Tổng thống Zelensky đã gây ra nhiều tranh cãi ở Ukraine và nước ngoài", trong đó ông Zelensky được miêu tả là một lãnh đạo cô đơn và kiệt sức vì quá mệt mỏi khi liên tục phải thuyết phục các đồng minh và đối tác của mình rằng với sự giúp đỡ của họ, Kiev có thể giành chiến thắng. Ukraine được miêu tả trong bài báo là một quốc gia xa lầy trong tham nhũng, quân đội thiếu nhân lực và Tổng thống Zelensky cảm thấy bị các đồng minh phương Tây phản bội vì không chịu lắng nghe các đối tác. Bài viết được cho là dựa trên các nguồn giấu tên từ bên trong chính phủ Ukraine. Thời điểm công bố bài viết càng tồi tệ hơn khi Quốc hội Mỹ đang xem xét viện trợ trong tương lai cho Ukraine. Dư luận tiêu cực cũng có thể tạo động lực cho đối thủ chính trị của Tổng thống Zelensky và làm suy yếu các nỗ lực phản công của Ukraine. Tác giả bài báo Simpson Schuster là một nhà báo người Mỹ gốc Nga chuyên viết về các vấn đề Ukraine. Sau đó xuất hiện suy đoán rằng những bình luận này đến từ Oleksiy Arestovych, cựu cố vấn của Tổng thống Zelensky, người gần đây đã tuyên bố tranh cử Tổng thống Ukraine và đã chỉ trích rất nhiều về cách lãnh đạo gần đây của ông Zelensky. Văn phòng Tổng thống Ukraine của ông Zelensky cũng đã bác bỏ những bình luận của bài báo và cố vấn Tổng thống Mykhailo Podolyak gọi đây là quan điểm chủ quan của một nhà báo cụ thể. Trong khi đó, tướng Valery Zaluzhny, tư lệnh hàng đầu của Ukraine cho biết, cuộc chiến với Nga đã đi vào bế tắc trong một cuộc phỏng vấn truyền thông hiếm hoi dành cho tờ The Economist của Anh. Trong cuộc phỏng vấn, ông Zaluzhny ví tình hình hiện tại trên mặt trận với thế chiến thứ nhất khi cả hai bên đều đạt đến trình độ công nghệ khiến xung đột rơi vào bế tắc. Theo tướng Zaluzhny, trừ khi đạt được đột phá về công nghệ, Ukraine sẽ ở thế kém lợi thế hơn so với Nga vì Moscow có đủ nguồn lực để tiếp tục duy trì cuộc chiến kéo dài. Ông cũng lưu ý rằng cuộc phản công của Ukraine đã mang lại kết quả kém khả quan hơn so với dự kiến, với mục tiêu ban đầu là tiếp cận Crimea chỉ trong 4 tháng. Các quan chức Ukraine sau đó đã đưa ra một tuyên bố khuyên những chỉ huy quân sự không nên tiết lộ công khai thông tin nhạy cảm về tình hình dọc chiến tuyến. Nhưng những bình luận của tướng dường như tương tự với nhận xét được đưa ra trong bài báo của tờ Times và có thể làm suy yếu tinh thần của công chúng Ukraine liên quan đến cuộc xung đột. Ngoài ra, theo thông tin của tờ NBC News, các quan chức Mỹ và EU đã bắt đầu thảo luận với những quan chức Ukraine về các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng với Nga. Trích dẫn các nguồn tin giấu tên, NBC News cho biết các quan chức Mỹ và EU ngày càng lo ngại về việc cuộc chiến đang đi vào thế bế tắc. Trong số các chủ đề thảo luận, có một bản phác thảo rộng rãi về những thỏa hiệp tiềm tàng từ Ukraine để đổi lấy sự đảm bảo an ninh từ NATO. Ukraine từ lâu đã bác bỏ ý tưởng nhượng bộ với Nga về vấn đề lãnh thổ. Thông tin trên nếu là đúng sẽ là triển vọng bi quan ở tiền tuyến đối với Ukraine và nguy cơ sự hỗ trợ từ các đồng minh phương Tây dành cho Kiev ngày càng suy giảm.
Rõ ràng là những điều trên đang vẽ ra một bức tranh nghiệt ngã, trái ngược với triển vọng tích cực mà Tổng thống Zelensky đang tìm cách khắc họa cho Ukraine. Ngoại trưởng Ukraine nói về lối thoát kịch bản ngày tận thế trong cuộc chiến với Nga. Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba nói rằng chính phủ Ukraine hy vọng sẽ thiết lập quan hệ đối tác với các nước EU để có thể tiếp tục chiến đấu bất kể kết quả của cuộc bầu cử Mỹ năm 2024 như thế nào. Về những gì có thể xảy ra vào năm 2024, chúng ta phải chờ xem. Nhưng chúng tôi đang chuẩn bị vì chúng tôi không thể chỉ phụ thuộc vào sự hỗ trợ của Mỹ, ông Kuleba nói với tờ Die Welt của Đức. Nhờ có những người bạn của chúng tôi ở châu Âu và các nước khác, tôi nghĩ rằng chúng tôi không sợ viễn cảnh ngày tận thế. Kuleba lưu ý rằng đề xuất của ông về việc cùng sản xuất vũ khí và đạn dược đã được các ngoại trưởng đón nhận tích cực tại một hội nghị mở rộng EU gần đây ở Berlin. Đó là lý do tại sao chúng tôi hiện đang đầu tư số tiền khổng lồ vào việc sản xuất tất cả các loại vũ khí, tăng khối lượng sản xuất và quân sự hóa nền kinh tế của mình, ông nói. Nếu phương Tây không thể thắng cuộc chiến này thì họ có thể thắng cuộc chiến nào? Ông Kuleba đặt câu hỏi. Mỹ đã cung cấp phần lớn viện trợ quân sự và tài chính cho Kiev trong 2 năm qua. Lầu Năm Góc ước tính giá trị của số thiết bị và đạn dược gửi tới Ukraine là hơn 44 tỷ đô la Mỹ kể từ khi xung đột với Nga leo thang vào tháng 2 năm 2022. Trong yêu cầu gửi tới Quốc hội vào tháng trước về nguồn tài trợ khẩn cấp cho Ukraine, Nhà Trắng tiết lộ rằng Kiev đang nhận được 1,1 tỷ đô la Mỹ tiền mặt mỗi tháng, trong đó đề xuất mới trị giá 61 tỷ đô la Mỹ sẽ giảm xuống còn 825 triệu đô la Mỹ với kỳ vọng rằng EU và Nhật Bản sẽ bù đắp phần thiếu hụt. Tuy nhiên, phần lớn sự chú ý của Mỹ trong tháng qua lại tập trung vào Israel. Zelensky đã than thở về thực tế rằng Ukraine đã mờ nhạt dần trên các mặt báo của Mỹ và đã cố gắng lấy lại sự chú ý bằng nhiều cách khác nhau. Gần đây nhất là mời cựu Tổng thống Donald Trump đến Kiev sau ông Trump đã từ chối. Một phóng sự trên tạp chí Times tuần trước đã dẫn lời các phụ tá của Zelensky miêu tả ông là cô đơn và ảo tưởng về cuộc chiến, đồng thời nói rằng nạn tham nhũng trầm trọng ở Ukraine tới mức những nhân vật trong bộ máy ăn trộm như không có ngày mai. Ngoại trưởng Kuleba khẳng định những trích dẫn này là sai sự thật và nhấn mạnh rằng Ukraine đã chống tham nhũng thành công. Thưa quý vị, đã 5 tháng trôi qua, kể từ khi Ukraine tiến hành phản công để giành thế chủ động, cục diện cuộc xung đột Nga-Ukraine được cho là đang rơi vào bế tắc khi các cuộc giao tranh vẫn diễn ra vô cùng ác liệt trên chiến trường khiến cả hai đều thiệt hại về vũ khí, song chưa bên nào có được bước tiến gì mới. Giữa bối cảnh đó, ngày 5 tháng 11 trả lời phỏng vấn trên kênh NBC News về khả năng Ukraine thay đổi chiến lược để giành lợi thế, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đang chuẩn bị đòn bất ngờ với Nga và chưa sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán. Cụ thể, Tổng thống Zelensky cho biết, ngay bây giờ quân đội của chúng tôi đang đưa ra các kế hoạch khác nhau với hoạt động khác nhau để tiến về phía trước nhanh hơn và tấn công bất ngờ. Theo Tổng thống Ukraine, để thực hiện những kế hoạch này, Ukraine cần có vũ khí thích hợp. Bên cạnh đó, ông Zelensky cho biết đại diện các nước khác có thể đang tiến hành đối thoại với Nga về khả năng giải quyết xung đột ở nước này. Ông nêu rõ, có thể một số nhóm, một số quốc gia nào đó, tôi chắc chắn có một số quốc gia ở cấp độ cơ quan tình báo hoặc cố vấn cho nguyên thủ quốc gia, có thể họ đang nói chuyện với Nga, có thể họ đang nghĩ cách giải quyết mọi thứ. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh, Mỹ biết rằng tôi chưa sẵn sàng nói chuyện với họ bởi vì lời nói của họ chẳng là gì cả. Ông Zelensky cũng cho biết mình không có bất kỳ mối quan hệ nào với người Nga và họ biết quan điểm của ông. Ngày 6 tháng 11, Bộ Quốc phòng Nga đã đăng tải đoạn video cho thấy nhóm UAV trinh sát và UAV cảm tử theo dõi và tấn công xe thiết giáp Ukraine chở theo khối lượng lớn đạn dược sau khi chúng đòn tấn công chính xác từ UAV cảm tử. Xe thiết giáp Ukraine bốc cháy ngùn ngụt, số đạn mà chiếc xe mang theo đã phát nổ. Chỉ huy đơn vị trinh sát nhóm chiến đấu Yak của Nga ở Donetsk cho biết, nhóm UAV trinh sát của Nga đã xác định vị trí mục tiêu và chuyển thông tin cho nhóm UAV tấn công. Nhóm tấn công đã hoàn thành nhiệm vụ nhắm vào chiếc xe thiết giáp Ukraine. Vị chỉ huy này cho biết, sau khi trúng đòn chính xác từ UAV cảm tử, số đạn mà nó mang theo đã phát nổ, chiếc xe bốc cháy ngùn ngụt. Cũng theo vị chỉ huy này, nhờ sự phối hợp hiệu quả của các đơn vị trinh sát Nga và nhóm UAV tấn công, nhiều xe bọc thép của Ukraine đã bị tấn công, phá hủy trên các đường tới tiền tuyến. Lực lượng Nga cũng thường xuyên đăng tải các video cho thấy thiết bị quân sự phương Tây cung cấp cho Ukraine bị UAV, pháo binh, trực thăng và các loại vũ khí khác phá hủy. Tuần trước, đội phản ứng nhanh không người lái của Nga, đơn vị chuyên sử dụng UAV cảm tử đã công bố video cho thấy máy bay không người lái của họ phá hủy 3 xe tăng Leopard chỉ trong 2 ngày.
Ngày 5 tháng 11, truyền thông Nga cũng công bố đoạn video cho thấy xe tăng Leopard 2A6 của Ukraine bị UAV cảm tử Lancet của Nga phá hủy ở Avdiivka thuộc vùng Donbass. Lực lượng Nga đã ngăn chặn nỗ lực của quân đội Ukraine nhằm rút xe tăng Leopard 2 bị hư hỏng khỏi chiến trường.